Hải Yến xin kính chào quý bà con, cô bác, anh chị và quý nhà đầu tư đã tham khảo thấy kênh Nhà Đất Đắc Song của Hải Yến nha. Hôm nay thì Hải Yến sẽ đi quay để giới thiệu đến cho quý bà con, cô bác, anh chị mình cùng tham khảo một cái mảnh rẫy. Mảnh rẫy này thì tọa lạc tại xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông nha các bác. Thì cái mảnh đất của mình đây là có tổng diện tích là 4 hecta, trong bìa là đã được 3 hecta 7 rồi. Bác nào mua thì bác chủ nhà sẽ làm đổ bìa cho mình nha các bác. Cái mảnh đất của mình đây á, thì bác chủ nhà trồng là được 3.000 cây cà phê và 2.500 cây tiêu nha các bác, và 400 cây sầu riêng, được 30 cây là thu chính rồi các bác ạ. Thì cái mảnh đất này á, thì đường bê tông như này thì bao quanh rẫy của mình nha các bác, 400 m mặt đường bê tông như này. Mặt đường bê tông của mình đây chạy thẳng xuống và chạy xuống dưới luôn. Trên đất của bác là chủ là có Bác nào hai mà cái quan ao. tâm đến cái mảnh đất này thì alo cho Hải Yến, Hải Yến sẽ gửi cái bìa đỏ photo qua cho các bác cùng tham khảo nha. Thế thì bây giờ các bác cùng theo chân Hải Yến cùng theo dõi cái mảnh vườn của mình như thế nào. Đấy, bây giờ Hải Yến sẽ di chuyển để quay chi tiết cho các bác cùng tham khảo. Các bác xem thì nhớ nhấn chuông, nhấn đăng ký ủng hộ Hải Yến nhé. Cái hướng màn hình điện thoại của Hải Yến đang quay đây á, thì từ cái con đường này mà chạy ra quốc lộ 14C thì nó rơi vào tầm 700-800 m nha các bác. Còn cái ngoài này ra một đoạn là có một đoạn đường đất, nhưng mà đường đất đó, đường đất của đường vành đai huyện nha các bác, đường vành đai huyện đang chuẩn bị làm đó. Thì từ đây mà ra tới ngoài đó thì tầm chưa tới một cây số là ra tới quốc lộ 4C rồi. Còn cái biên mốc của cái vị trí của cái mảnh vườn của mình đó, từ đây nha các bác, chạy thẳng xuống dưới kia đó, chạy thẳng xuống dưới đó là cái mảnh vườn của mình. Còn theo cái mặt đường bê tông này của mình nè, chạy qua hết cái đoạn cua kia, chạy thẳng xuống dưới là mặt đường bê tông hết. Đấy, tí nữa Hải Yến sẽ di chuyển lại đó. Còn trên đất của bác chủ nhà là đang cà phê và tiêu như thế này. Đất thì bằng, cực kỳ là đẹp, khuất gió. Đây, đất bằng trang luôn các bác. Hải Yến đang chạy xe máy vừa quay nhé. Bên này là rẫy của mình hết này các bác này. Đấy, đường bê tông của mình là xuống hết dưới cái đất của mình ở dưới luôn, ở dưới là sình. Cái mảnh bên này là ngày trước Hải Yến cũng đã bán cho khách rồi. Đấy, khách bây giờ chăm cây ăn trái cũng khá là đẹp. Sầu riêng thì được 400 cây, nhưng mà được 300 cây là thu chính thôi. Còn đâu là sầu riêng đang năm thứ hai nha các bác. Đất thì đất đỏ ba gian, đất bằng. Tiêu thì năm nay cũng 7-8 tấn gì đó các bác ạ. Bác nào mua vào thời điểm này thì sớm thì mình được thu tiêu luôn. Còn cà thì bác chủ nhà đã thu hết rồi. Toàn cà tơi như này nha các bác này. Sang năm thì cà này cái nguồn thu cũng khá là cao. Đấy, bác nào về chăm vào cái thời điểm như này thì cực kỳ là dễ chăm này các bác. Tiêu cà đều luôn, đất thì bằng. Đây, con đường này là bác chủ nhà mở đi xuống rẫy này các bác này. Cái mảnh này thì bác nào mà về mà chăm cái phần tiêu này lại, mình có điều kiện mình chăm lại, chăm bón lại thì khá là đẹp. Cà này thì cà này cà mới các bác, cà mới năm thứ hai, năm thứ ba, cho nên là cực kỳ là dễ chăm nha các bác. Đấy, tổng cái diện tích của cái mảnh vườn của mình đây là trong bìa là được 3 hecta 7 này. Bác nào mua thì bác chủ nhà sẽ làm được 4 hecta 2 nha các bác, 4 hecta 2. Thì cà phê là được 3.000 cà như này, 3.000 cà phê và
2.500 cây tiêu, 400 cây sầu riêng. Đó. Ở dưới này thì cà phê mới trồng năm thứ hai nè. À, sầu riêng là năm cũng năm thứ hai luôn nha các bác. À, sầu riêng là hầu như bác chủ nhà đã cây rậm. Còn được 30 cây sầu riêng là lớn như kia kìa. Đó là đang cho vào thu chính rồi. Ao thì hai cái ao lớn. Nước tưới thì không bao giờ thiếu. Đó. Thì bác chủ nhà thì đất của mình xuống tận dưới kia. À, bác chủ nhà đang thuê người để phát cỏ. Đó, đất của mình là khá là rộng. 4 hect thì... 4 hect của mình thì khá là rộng nha các bác. Đây Hải Yến đã chạy bọc xung quanh. Nói chung là cái mảnh vườn này thì xe máy là chạy xung quanh rẫy luôn. Đó, điểm đầu tiên của Hải Yến là đứng đầu tiên đó, là vòng qua bên này và vòng xuống dưới này nha các bác. Đó là đường bê tông hết. Còn ở dưới này thì xe máy cũng chạy trong rẫy của mình đây thì cũng xung quanh rẫy vì đất quá là bằng, bằng thoải đẹp. Trên đất của bác chủ nhà thì có một cái chòi như thế này và giếng ăn. Ở dưới này thì bác chủ nhà đang còn một ít cà già này các bác này, chưa phá. Cà này cái năm nay mình thu cà rồi mà lượng hoa ra vẫn còn nhiều. Cái hoa cà ra năm nay ra. Cái giàn cành cũng còn khá là đẹp nha các bác. Đấy, ao là dưới đó nha các bác. Hai cái ao. Đấy. Bác chủ nhà là có hai cái ao nha các bác. Hai ao để phục vụ cho cái mảnh vườn của mình. Tưới thì quanh năm không bao giờ hết nước. Đất thì bằng thoải đẹp, kín gió. Cực kỳ là thích hợp cho các bác nào mà canh tác một cái vườn cây ăn trái. Nhất là sầu riêng nha các bác. Nhất là sầu riêng. Mà đất này thì rất thích hợp cho sầu riêng. Có cả bưởi, bác chủ nhà cũng cấy được một ít bưởi da xanh. Đấy, cái đường này bác chủ nhà mở để xe máy của mình chạy xung quanh để mình bỏ phân vào giò nha các bác. Bưởi da xanh này cũng chắc cũng được mấy chục cây đó các bác. Bác nào mà quan tâm đến cái mảnh vườn này thì cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại em để góc màn hình nhé. Đất thì cực kỳ đẹp, bằng đường bê tông. Đấy, rất thích hợp cho bác nào mà an cư lập nghiệp như này. Đấy, em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chủ nhà thì thêm được cái mặt đường trên này nữa nha các bác, một cái mảnh ngô này tầm độ 2 xào mấy nữa là ăn theo mặt đường trên này nha các bác. Ở trên này thì bác chủ nhà hầu như là đã cấy mắc ca. Bắp là mình chỉ cấy tạm thời cho nuôi gà thôi nha các bác. Sang tới giáp cái bờ kia, từ đây chạy thấy vườn bắp, chạy thẳng lên và chạy ngang qua tầm độ 2 xào gì đó các bác. Mặt đường trên này thì tầm độ 5-60 mét mặt đường trên như thế này. Đó.